Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7: Gã lộn Prosa. Vua Mạc làm lành với Tristan, ngài cho chàng nghỉ và trở lại lâu đài. Và như xưa kia, Tristan ngủ trong phòng của nhà vua giữa những bề tôi thân tín và trung thành. Tùy ý chàng, chàng có thể ra vào để tùy ý. Nhà vua không hề lo ngại, nhưng liệu ai có thể giữ kín tình yêu của mình lâu dài? Thàn ôi, tình yêu không thể che giấu. Mạc đã tha thứ cho bọn phản trắc, và vị tướng quân Dina de Slidan một ngày kia đã thấy trong một khu rừng xa xa, lang thang khốn khổ tên Lùng Gù. Ông ta mang hắn về cho vua, đã thương hại và tha tội việc làm sai lầm của hắn. Nhưng lòng tốt của ngài chỉ được kích động thêm lòng hận thù của các nam tước. Khi lại một lần nữa bắt gặp Tristan và hoàng hậu, chúng liên kết với nhau qua một lời thề: nếu nhà vua không đuổi người cháu ra khỏi nước, chúng sẽ rút lui về pháo đài của mình để gây chiến với ngài. Chúng gọi nhà vua ra nghị viện: tàu quân dương hãy yêu thương chúng thần, hãy ghét chúng thần, tùy ngài lựa chọn. Nhưng bọn thần muốn rằng ngài đuổi Tristan. Hắn yêu hoàng hậu của ngài và thấy hắn đang muốn làm thế, nhưng bọn thần không thể chịu nổi nữa. Nhà vua nghe chúng thở dài, cúi gầm trán xuống đất im lặng. Không, tâu bệ hạ, chúng thần không chịu nổi nữa. Vì giờ đây bọn thần biết rằng tin tức này xưa kia rất lạ lùng, giờ đây không còn làm cho ngài ngạc nhiên nữa, và ngài cũng đồng ý với tội ác này. Ngài sẽ làm gì đây? Bàn cãi và tìm lời khuyên. Đối với bọn thần sẽ rút lui về lãnh địa của mình và lôi kéo những người láng giềng ở ngoài triều đình, vì bọn thần không thể chịu nổi nếu chúng còn ở lại đây. Đó là sự lựa chọn mà chúng thần đã giao cho ngài, ngài hãy chọn đi. Phải, Mạc trả lời, sẽ là như vậy. Lúc ấy, gã lùn thực hiện một hành động phản trắc sâu xa. Hắn vào một tiệm bán bánh mì và mua chừng 4 đồng đô nhê bột mì mà hắn giấu trong vạt áo. À, ai chưa bao giờ nhìn thấy một hành động phản trắc như thế? Đêm đến, khi nhà vua đã dùng bữa xong và những người hầu của ngài đã ngủ trong gian phòng rộng mênh mông bên cạnh phòng ngài, Tristan đến, như chàng đã có thói quen, chỗ ngủ của vua Mạc. Chào thần yêu, hãy làm theo ý của ta. Chào sẽ phi ngựa đến vua Arthur ở Cardusi và tâu với ngài ấy. Hãy mở bức thư ngắn này ra, hãy thay ta chào ngài ấy và chỉ ở đấy một ngày thôi. Tâu bệ hạ, ngày mai thần sẽ đi. Tristan rất xúc động. Từ giường của chàng đến giường của vua Mạc có chiều dài bằng một ngọn lao. Một khao khát cuồng nộ khiến chàng muốn nói với hoàng hậu, và chàng tự hứa với lòng mình rằng khoảng rạng sáng nếu vua Mạc ngủ, chàng sẽ đến gần nàng. À chua, một ý nghĩ điên rồ. Gã lùn ngủ như hắn vẫn có thói quen trong phòng của nhà vua. Khi hắn cho rằng mọi người đều đã ngủ, hắn đứng dậy và rải giữa giường của Tristan với giường của hoàng hậu một xô bột mì. Nếu một trong hai người tình đến gặp nhau, bột sẽ giữ hình dáng bước chân họ. Nhưng khi gã rải bột, Tristan vẫn còn thức, thay hắn làm. Thế này là gì? Gã lùn này không có thói quen phục vụ gì tốt lành cho ta. Nhưng hắn sẽ thất vọng, điên lắm, mới để bị lấy dấu bước chân của mình như thế. Vào nửa đêm, nhà vua thức dậy và ra ngoài, theo sau là gã lùn gù. Trời tối đen trong phòng, không có nến được thắp, cũng không có đèn. Tristan nhóm dậy đứng trên giường. Chúa ơi, tại sao lại có ý nghĩ này? Chàng chụm chân lại, đánh giá khoảng cách, nhảy chồm lên và rơi xuống giường của nhà vua. Than ôi, ngày hôm trước, trong rừng, mõm lợn rừng lớn đã làm cho chân chàng bị thương và rủi ro cho chàng, vết thương không được băng kín. Khi cố gắng nhảy, vết thương hở ra, chảy máu, nhưng Tristan không thấy máu lẫn trốn và nhuộm đỏ dải trải giường. Và bên ngoài, dưới ánh trăng, gã lùn nhờ nghệ thuật phù phép của mình, biết rằng cặp tình nhân đã gặp gỡ, gã rung lên vì vui mừng và nói với nhà vua: xin ngài đi đi, và giờ đây nếu ngài không bắt gặp họ ở chung thì hãy treo cổ thần lên. Vậy nên họ đến phòng nhà vua, gã lùn và 4 tên phản trắc, nhưng Tristan đã nghe chúng nói. Chàng đứng dậy lao vút đi trở về giường mình. Than ôi, khi đi ngang, máu đã chảy trừ vết thương trên bột. Nhà vua, các nam tước và gã lùn mang anh sang đến. Tristan và Isen giả giờ ngủ, họ ở một mình trong phòng với Bertrandi, ngủ dưới chân Tristan và không động đậy. Nhưng nhà vua thấy trên giường dải trải giường đỏ thắm và trên mặt đất mớ bột mì thấm đầy máu tươi. Lúc đó 4 tên phản trắc dũng cầm ghe Tristan vì các kỳ tích của chàng, giữ lấy chàng trên giường và đe dọa hoàng hậu, cũng như nhạo báng nàng, khinh thường nàng và hứa sẽ trả lại công bằng cho nàng. Chúng phát hiện vết thương đang chảy máu. Tristan, nhà vua nói,
từ nay không còn biện hộ gì được nữa, ngày mai ngươi phải chết. Chàng hét lên với ngài, Tâu Quân Dương hãy tha thứ cho thần. Nhân danh chúa chịu đựng đam mê, Tâu Quân Dương hãy thương hại cho chúng thần. Tâu Quân Dương ngài hãy báo thù, bọn phản trắc đáp. Thưa cậu, không phải vì thần mà thần gian nài ngài, chết thì có đáng gì? Chắc chắn không phải vì sợ làm cho ngài khổ đau, thần sẵn sàng trả giá đắt. Khi đụng độ bọn hèn nhát này, nếu không có sự bảo vệ của ngài, thì đã không dám lấy tay chạm đến thân thể của thần. Nhưng vì kính trọng và yêu thương ngài, thần để cho ngài mặc tình tha giết, hay làm gì thần tùy thích. Thần đây Tâu Quân Dương, nhưng hãy thương hại hoàng hậu. Và Tristan khuỵu xuống và phủ phục dưới chân vua. Hãy thương hại hoàng hậu, vì nếu là một người dòng họ nhà vua đủ dũng cảm để chấp nhận lời dối trá mà thần yêu nàng với một tình yêu tội lỗi, thần sẽ đứng trước mặt hắn mà đấu tay đôi. Tâu bệ hạ hãy tha cho nàng, nhân danh thượng đế. Nhưng ba tên nam tước đã lấy dây trói chàng lại, chàng và hoàng hậu. Nếu chàng biết rằng mình sẽ không được chấp nhận để chứng minh sự vô tội của mình bằng một trận đấu đặc biệt, người ta sẽ chặt chân tay chàng trước khi chàng chịu đựng bị trói một cách xấu xa. Nhưng chàng tin ở Chúa và biết trong một trận đấu tay đôi không ai dám giơ gươm lên trước mặt chàng, và chắc chắn chàng tin cậy vào sự công bằng của Chúa. Khi chàng thề rằng không bao giờ yêu hoàng hậu bằng một tình yêu tội lỗi, bọn phản trắc cười một cách sắc sỡ. Nhưng tôi gọi các vị, hỡi các đức ông, các vị biết sự thật của bùa yêu được uống trên biển và bao gồm, liệu chúng có nói láo không? Không phải chuyện chứng minh tội lỗi, nhưng là sự phán xét. Những người thấy sự việc, nhưng chưa thấy những tấm lòng, và chỉ mình ngài là quan tòa thật sự. Ngài đã lập ra luật lệ rằng, người bị tố cáo có thể bảo vệ quyền của mình bằng những trận đấu, và chính ngài đấu với người vô tội. Cho nên, Tristan đòi công lý và chiến đấu, và giữ mình không thiếu điều gì với vua mạc. Nhưng nếu chàng có thể thấy trước điều đã xảy ra, chàng sẽ giết bọn phản trắc. Chúa ơi, tại sao chàng lại không giết chúng chứ? Chương 8. Cú nhảy khỏi nhà nguyện. Khắp đô thị trong đêm đen, tin tức chạy khắp nơi. Tristan và hoàng hậu đã bị bắt, nhà vua muốn giết họ. Các thị dân giàu có và thường dân, mọi người khóc. Than ôi, chúng ta phải khóc thật nhiều. Tristan, nam tước dũng cảm, vậy ngày chết vì bọn phản trắc xấu xa sao? Và lệnh bà, hoàng hậu ngay thẳng, hoàng hậu đáng tôn kính, có mảnh đất nào lại sinh ra được cô con gái của vua đẹp như thế, đáng yêu như thế? Đó là việc làm của tên lùn gù, từ những lời đoán mò của ngươi sao? Cầu chúa không bao giờ hắn được thấy mặt chúa, người mà khi thấy ngươi sẽ ấn sâu một ngọn lao vào thân thể ngươi. Tristan, chàng trai đẹp đẽ yêu dấu, khi tên Mahon đến để cướp con cái của chúng ta, cướp đất trên bờ biển, không ai trong các nam tước dám cầm vũ khí chống hắn, và mọi người đều câm lặng giống như những kẻ câm. Nhưng ngài Tristan, ngài đã chiến đấu cho tất cả chúng ta dân cọt nuai, và ngài đã giết Mahon, và vì một mũi thương khiến ngài suýt mất mạng vì chúng tôi. Ngày nay khi nhớ những chuyện đó, lẽ nào chúng tôi phải đồng ý để cho ngài chết sao? Những lời thương xót, những tiếng la hét dâng lên khắp đô thị. Mọi người chạy đến cung điện, nhưng vua đau đớn vì không ai đủ mạnh hay là một nam tước kiêu hãnh dám liều nói một lời để lay chuyển ngài. Ngày đến gần, đêm trôi qua. Trước khi trời sáng, mặt lên ngựa ra khỏi thành phố, đến nơi mà ngài có thói quen xử án và phán xét. Ngài ra lệnh cho người ta đào một cái hố trên mặt đất và gom các cành cây có nhiều máu và bén nhọn, có nhiều gai trắng và đen, được bẻ cùng với rễ cây. Vào giờ đọc kinh đầu ngày, ngài cho đọc một thông báo khắp nước để triệu tập ngay người dân cọt nuai. Họ ồn ào tụ tập lại, không ai không khóc, ngoại trừ gã lùn ở Tentasen. Lúc đó nhà vua nói với họ như thế này: Này các đức ông, ta đã cho dựng lên dàn quả gai này cho Tristan và hoàng hậu vì họ có tội. Nhưng mọi người hét lên với ngài: Phán xử Tâu đức vua, xử án trước đã, từ chối xử án là có tội. Tâu đức vua, hãy quản lại và tha thứ cho họ. Mặt đã trả lời giận dữ: Không, không trì quản, không tha thứ, không xử án, không phán xét. Thề trên thượng đế đã sáng tạo thế gian này, nếu ai còn dám đòi hỏi những chuyện như thế, thì hắn sẽ bị thiêu trước tiên trên đống than hồng này. Ngài ra lệnh cho người ta thắp lửa và đi tìm Tristan ở lâu đài trước đã. Những cây gai cháy lên, mọi việc làm xong, nhà vua đợi. Những người hầu đã chạy đến căn phòng nơi cặp tình nhân bị canh giữ chặt chẽ. Họ kêu lê Tristan, tay bị trói chặt. Chúa ơi, thật sâu xa khi ngăn cản chàng như thế. Chàng khóc vì phải đối mặt như thế, nhưng nước mắt thì có giúp ích gì được cho chàng. Người ta mang chàng đi một cách nhục nhã.
Dạ, hoàng hậu kêu lên hầu như lo âu phát điên. Bị giết, bạn ơi, vì bạn được cứu sẽ là một niềm vui lớn. Những người lính canh và Tristan xuống thành phố về phía giàn quả, nhưng đằng sau họ một kỵ sĩ lao tới gặp họ, nhảy xuống yên ngựa vẫn còn đang chạy, đó là Dina, tướng quân tốt bụng. Khi nghe đồn về cuộc phiêu lưu, ông từ lâu đài Li Đăng đến và bọt mồ hôi và máu chảy ròng ròng ở sườn con ngựa của ông. Con trai, ta dỗ đến để xin vua xử án. Chúa chắc sẽ đồng ý cho ta mở một hội đồng giúp cả hai con. Ít ra ngài đã giúp con bằng một nghi lễ khách sáo. Các bạn ơi, ông nói với những người hầu, ta muốn các người đưa Tristan đi mà không bị trói. Và Dina chặt những sợi dây trói tủi hổ. Nếu chàng cố bỏ trốn thì các ngươi hãy dung gươm. Ông hôn Tristan trên môi, lại lên yên và con ngựa mang ông đi. Thế nên hãy lắng nghe xem Chúa đầy lòng thương xót biết bao. Chàng không muốn chết như một người phạm tội. Chàng nhận được những giọt nước mắt và lời quan nghênh của những người nghèo đang gian xin cho cặp tình nhân bị hành hạ. Gần con đường mà Tristan đi qua, trên đỉnh một tảng đá và quay về phía gió mạnh, một nhà nguyện dựng lên trên biển. Bức tường ở mặt ngoài gian giữa nhà nguyện được đặt sát trên một triền dốc cao, đa lõm chõm, dốc đứng sắc nhọn. Trong hậu cung nhà nguyện, trên bờ dược thẩm là một cửa kính ghép màu, một tác phẩm khéo léo về một vị thánh. Tristan nói với những người đang đưa chàng đi, thưa các đức ông, hãy nhìn nhà nguyện này, hãy cho phép tôi vào đấy. Cái chết của tôi sắp đến, tôi sẽ cầu nguyện Chúa để ngài cứu giúp tôi. Đã từng xúc phạm ngài rất nhiều. Hỡi các đức ông, nhà nguyện không có lối ra nào khác ngoài lối này. Mỗi người trong các ông hãy giữ chặt thanh kiếm. Các ông biết rõ rằng tôi chỉ có thể đi qua bằng cửa này, và khi tôi đã cầu Chúa xong, tôi lại trở về trong tay các ông. Một trong những lính canh nói, chúng ta có thể cho phép ngài ấy. Họ để chàng vào. Chàng chạy vòng nhà nguyện, vượt qua chỗ đứng của dàn đồng ca, đến cửa kính ghép màu ở hậu cung, nắm lấy cửa sổ, mở nó ra và lao xuống. Thà rơi như thế còn hơn chết trên giàn quả trước một cử tọa như thế. Nhưng các vị hãy biết rằng Chúa đã tha thứ cho chàng. Gió nổi lên thổi bay quần áo chàng, nâng chàng lên, đặt chàng xuống một tảng đá dưới chân hòn đá lớn. Người Cornuai còn gọi tảng đá này là đá cứu nhảy của Tristan. Và trước nhà thờ, những người khác vẫn luôn chờ chàng, nhưng đợi trong hư không, vì chính Chúa giờ đây đã bắt giữ chàng. Chàng trốn, cát trôi dưới chân chàng, chàng ngã xuống, quay lại, thấy đằng xa có giàn quả, ngọn lửa xào xạc, khói bốc lên. Chàng bỏ trốn, đeo kim ở thắt lưng, phi ngựa hết tốc lực. Gofonan đã thoát khỏi đô thị, nhà vua đã cho thiêu ông thay cho chủ nhân. Ông gặp lại Tristan trên truông, và Tristan kêu lên, thưa thầy, Chúa đã đồng ý tha thứ cho con. À, yêu ơn thì có ích gì? Nếu con không có Iser, không có gì đáng giá với con cả. Con thà ngã chết khi rơi. Con đã thoát Iser và vua ra lệnh giết thầy. Người cũng sắp giết nàng. Người ta thiêu nàng vì con. Vì nàng, con cũng sẽ chết. Gofanan nói với chàng, tâu đức ông hãy bình tĩnh lại. Đừng nghe theo cơn giận, hãy nhìn bụi cây dày này rào quanh một cái hố. Chúng ta hãy nấp ở đó. Người đi qua rất nhiều trên con đường này, họ sẽ cho chúng ta biết. Và nếu người ta thiêu sống Iser, ta thề với Chúa, con trai của Marie, rằng không bao giờ nằm chung với một mái nhà cho đến ngày chúng ta trả thù cho nàng. Thầy thân yêu, con không có kiếm. Kiếm ở đây, ta đã mang đến cho con. Được, thưa thầy, con không còn sợ gì nữa hết, ngoài Chúa. Con trai, ta còn giữ một điều sẽ làm cho con thích. Chiếc áo chiến vững chắc và nhẹ, có thể giúp ích cho con. Hãy đưa cho con, thưa thầy. Cầu Chúa mà con tin tưởng, giờ đây con sẽ giải thoát cho bạn gái của mình. Không, con đừng giỏi, Gofana nói. Chắc Chúa sẽ dành cho con một sự bao thù chắc chắn hơn. Con hãy nghĩ rằng con không thể đến gần giàn quả, các thị dân dây quanh đó và sợ nhà vua. Nếu muốn giải thoát cho nàng, ngài sẽ là người đầu tiên tấn công con. Con trai, người ta nói rất đúng, điên rồ không phải là kỳ tích. Con hãy chờ đã. Thế nên khi Tristan lao đến chỗ truyền dốc, một người nghèo trung lưu đã thấy chàng, nhóm lên và bỏ trốn. Anh ta chạy tới Tentasen và luồn đến phòng của Isen. Tâu hoàng hậu, đừng khóc nữa, bạn của lệnh bà đã thoát. Chúa ơi, nàng nói, xin tạ ơn ngài. Giờ đây dù họ có trói ta hay không, dù họ có tha hay giết ta, ta cũng không còn lo lắng nữa. Thế nhưng bọn phản trắc đã siết chặt dây quanh cổ tay nàng, khiến cho máu phun ra. Nhưng mỉm cười nàng nói, nếu ta khóc vì cơn đau này, sau khi Chúa ra ơn giật bạn ta ra khỏi những kẻ phản trắc, thì thật là không xứng đáng. Khi tin tức được đưa đến với nhà vua rằng Tristan đã thoát qua cửa kính ghép màu,
Nhà vua tái mặt vì tức giận và ra lệnh cho người của mình mang Isơ tới. Người ta kéo lê nàng đến ra khỏi phòng. Trên thềm, nàng xuất hiện. Nàng chìa đôi bàn tay tinh tế nơi máu đang chảy. Một tiếng kêu la dâng lên ngoài đường. Chúa ơi, xin hãy thương xót nàng. Hoàng hậu chính trực, hoàng hậu đáng tôn kính. Tang tóc giáng xuống mảnh đất này cho những kẻ đã bắt lĩnh bà. Nguyền rủa bọn chúng. Hoàng hậu bị kéo lên đến giàn quả gai đang cháy. Lúc đó, Dina, lãnh chúa Ly Đăng, buông mình xuống chân nhà vua. Tâu bệ hạ hãy nghe thần. Thần đã phụng sự ngài rất lâu, không có mưu đồ xấu xa, rất trung thực, không có vụ lợi gì. Vì đó không phải là một người đáng thương, không phải là trẻ mồ côi, không phải là một bà già. Cho thần một đồng nào từ chức vụ tương quân của thần mà thần đã sống cả đời. Để y thưởng công thần, cầu xin bệ hạ hãy đồng ý với thần rằng ngài sẽ tha thứ cho hoàng hậu. Ngài muốn thiêu sống lĩnh bà mà không xét xử. Thế là tội lỗi, vì lĩnh bà không nhận ra tội lỗi của mình khi bị ngài tố cáo. Hãy nghĩ đến điều đó. Mặt khác, nếu ngài thiêu thân xác của lĩnh bà, không còn chút an toàn trên mảnh đất này, Tristan đã trốn thoát, ngài ấy biết rõ những vùng đồng bằng, rừng rậm, bụi rậm, đường đi nước bước, và ngài ấy rất dũng cảm. Chắc hẳn, ngài là cậu của ngài ấy, và ngài ấy sẽ không tấn công ngài, nhưng tất cả các nam tước, các bề tôi của ngài, thì ngài ấy có thể tóm được, ngài ấy sẽ giết họ. Và bốn tên phản trắc tái mặt khi nghe ông nói. Chúng đã thấy Tristan núp trong bụi rậm đang rình rập chúng. Tâu bệ hạ, tương quân nói, nếu thật sự thần đã phụng sự cho bệ hạ suốt đời, hãy giao Isơ cho thần. Thần sẽ chịu trách nhiệm về lệnh bà như người canh gác và người bảo lãnh. Nhưng nhà vua đã nắm tay Dina và thề bằng tên các thánh mà ngài đem ra để giữ công lý. Lúc đó Dina nhóm dậy, tâu nhà vua, thần sẽ quay về Ly Đăng và thần từ chối phục vụ nhà vua. Isơ mỉm cười buồn bã, ông lên lưng ngựa và rời xa, giận dữ và buồn bã, cúi trán xuống. Isơ đứng trước ngọn lửa, đam đông dây quanh nàng, la hét, nguyền rủa đức vua, nguyền rủa những tên phản trắc. Những giọt nước mắt chảy dọc mặt nàng. Nàng mặc một chiếc áo dài trung cổ hẹp màu xám, có một đường chỉ vàng vừa phải, một sợi chỉ vàng được thắp biếm trong tóc, buông xuống đến chân nàng. Ai có thể thấy nàng đẹp đến thế mà không thương hại thì chắc sẽ có một trái tim phản trắc. Chúa ơi, tai nàng mới bị trôi chặt làm sao? Thế nên, 100 người hủi, biến dạng, da thịt bị ăn mòn trắng bệnh, chạy đến trên những chiếc nạng với tiếng khua của con quay gỗ, ùa đến trước giàn quá và dưới mấy mắt sưng phòng của họ, cặp mắt sỉ máu của họ hưởng thụ cảnh này. Ivan, người bệnh xấu xí nhất, hét lên với vua bằng giọng the thé, tâu bể hả? Ngài muốn ném vợ mình và dùng lửa này là rất công bằng, nhưng quá ngắn ngủi. Ngọn lửa lớn này sẽ thiêu đốt cô ta rất nhanh. Ngọn gió lớn này sẽ nhanh chóng phân tán tro tàn của cô ta. Và khi ngọn lửa lát nữa sẽ buông xuống, nỗi nhục hình của cô ta sẽ chấm dứt. Ngài có muốn thần dạy cho ngài một hình phạt tàn tệ hơn không? Rằng cô ta phải sống nhưng nhục nhã và luôn mong được chết. Tâu nhà vua, ngài có muốn không? Nhà vua trả lời, phải, nàng ta được sống, nhưng sỉ nhục vô cùng và còn tệ hơn cái chết. Ai dạy cho ta khổ hình như thế, ta sẽ yêu người đó nhiều hơn. Tâu bệ hạ, thần sẽ cho bệ hạ biết ngăn gọn ý nghĩ của thần. Ngài hãy nhìn xem, thần có 100 người bạn đồng hành. Hãy cho chúng tôi nàng Isơ, và nàng sẽ là của chung của chúng tôi. Bệnh tật sẽ kích động thân thèm muốn của chúng tôi. Hãy trao nàng cho bọn hối. Chưa bao giờ có quý bà nào có kết thúc tệ hại hơn. Hãy nhìn xem, quần áo sách sứ của chúng tôi dính vào những vết thương. Đang sỉ máu, gần ngày đã quen với dải dốc sang trọng, lông sóc xám bạc, như những trang sức và những gian phòng trang hoàng cẩm thạch. Nàng quen hưởng thụ những thu rượu ngon, dinh dự, niềm vui khi nàng thấy nhà của bọn hối. Khi nàng phải vào chuồng bò thấp tồi tàn của chúng tôi và ngủ với chúng tôi, lúc ấy Isơ xinh đẹp, Isơ tóc vàng sẽ nhận tội lỗi của nàng và tiếc nuôi ngọn lửa gai đẹp đẽ này. Vừa nghe hắn nói, đứng dậy và đứng bất động rất lâu. Cuối cùng ngài chạy về phía hoàng hậu và nắm lấy tay nàng. Nàng hét lên, xin thương xót tâu bệ hạ, thà thiêu thiếp còn hơn, hãy thiêu chết thiếp. Nhà vua giao nàng, Ivan bắt nàng và 100 người bệnh dây quanh nàng. Khi nghe chung la hét và rên xiết, mọi con tim đều tan chảy vì thương xót, như Ivan rất vui. Isơ ra đi, Ivan mang nàng theo, ra khỏi đô thị đang rất xấu xa này đi xuống. Họ đi theo con đường mà Tristan nấp trong bụi rậm. Gopinath hét lên, con trai, con sẽ làm gì đây? Đây là bạn gái của con. Tristan đẩy con ngựa ra khỏi bụi rậm. Ivan,
Ngươi đã đi cùng nàng lâu rồi, giờ nay hãy để nàng lại nếu ngươi muốn sống. Nhưng Yvain mở áo choàng ra, dũng cảm hỡi có năm rồi. Dùng gậy gộc nào, dùng nán nào, đây là lúc chứng tỏ kỳ tích. Lúc ấy bọn hổ ném mũ trùm, xếp thành đội ngũ trên đôi chân bệnh hoạn, thở mạnh, la hét, quơ nạn lên. Người này thì đe dọa, kẻ khác thì gầm gừ. Nhưng Tristan thấy tóm lộn khi đánh chúng. Những người kể chuyện cho rằng Tristan giết Yvain có nghĩa là làm trò xấu xa. Không, chàng quá dũng cảm nên không thể giết người như thế. Nhưng Gofanan đã nhổ một cây sồi non lên sọ Yvain, máu đen phun ra và chảy đến những đôi chân biến dạng. Tristan bắt lại hoàng hậu, từ nay nàng không còn chịu đau khổ nữa. Chàng cắt dây trói tai nàng và rời cánh đồng, họ đi sâu vào rừng Moroa. Ở đó trong rừng sâu, Tristan và Yvain an toàn như đằng sau tường thành một pháo đài. Khi mặt trời buông xuống, họ dừng lại dưới chân một ngọn đồi. Nỗi sợ đã làm cho hoàng hậu mệt lả, nàng ngã đầu lên người Tristan và ngủ thiếp đi. Buổi sáng, Gofanan trộm của người thợ rừng một chiếc cung và hai mũi tên tra vào, có dây thép gai đưa cho Tristan, vốn là một cung thủ giỏi nên bắt được một con nai và giết nó. Gofanan gom một đống cành cây khô, bắn xuống trường, nhớ một ngọn lửa lớn để nấu thịt nai. Tristan cắt những cành cây, xây một túp lều và phủ lá lên. Yzen phủ lên đó những lớp cỏ dày. Thế là ở cuối một cánh rừng hoang dã, những người đào tẩu bắt đầu một cuộc sống gian khổ nhưng đầy yêu thương.